Hai Mận xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống Ở Đức. Thì còn 2 ngày nữa cả nhà, má bay về Việt Nam. Thì Mận làm bữa heo quay đỡ cho má ăn trước khi về Việt Nam. Thì thôi Mận cũng có gì, xin mời cả nhà cùng ăn bữa heo quay với má cũng như là gia đình Mận nha. Con cảm ơn anh bà cứ ăn cùng với gia đình Mận. Con mời anh bà cứ ăn cùng với gia đình Mận nha. Hello, xin chào cả nhà. Bữa nay cô cũng như là 2 ngày nữa mình về Việt Nam. Thì bữa nay con nó đi, nó làm, nó đi chợ. Nó mua ít thịt heo quay với ăn gì kìa con, quên rồi. Heo quay bánh hỏi. Heo quay bánh gói. Mà con mình qua thì ký thì nó cũng không được lên ký, mà vô qua đây hai đứa con nó thúc quá thúc rồi. Nó chăm sóc, nó lo cho mẹ rồi ăn đầy đủ. Thì thôi mời cả nhà ăn cùng với cả gia đình mình đi. Ăn heo quay, bánh hỏi. Rồi, mời cả nhà dùng bữa với gia đình nha. Thì cũng nay mai thì mẹ vợ cũng về Việt Nam rồi. Thì ở nhà bà xã, bà lúa, bà làm nha. Bữa heo quay với bộ bánh hỏi để tiếp đãi mẹ vợ sắp về Việt Nam. Mời cả nhà cùng ăn chung với gia đình mình nha. Cô ăn nè con. Mời cả nhà miếng heo quay nha. Má ăn rau rồi vô má. Bánh heo của Mận nó làm đây là rất giòn cơ. Cái da nó giòn cơ lắm nè. Tại nó có bông. Ngon con. Má ăn coi đang ăn nha. Còn nó có gỡ ở bên này cái trên cửa nó cũng được. Nhấp vô chỗ đây cắm rồi má. Thôi chị em nhấp nhất rau. Ngon, rau. Thôi bỏ ở đây. Papa, nhưng mà con uống bát sữa xong papa. Dạ, uống. Dạ, uống đi rồi bà cháy. Cho papa nè. Bà vậy em uống chung cho nó tình cảm. Mình làm nhiều đói, mình có giữa này rồi hết sợi. Vậy á, vậy mà muốn nổ quậu lên à. Má cứ nó giỡn cho cả nhà biết không. Ở nhà Mận làm bánh hỏi ra quay chờ chồng đi làm gì ăn. Nhưng mà hôm nay á, là con gái lớn Mận có cái thiệt minh đi khám răng. Cái răng, cái niềng răng á, và mấy tuần phải đi kiểm tra là một lần để cho nó siết, nó kiểm tra răng rồi đó. Rồi sau đó ông chở nó đi khám xong rồi bắt đầu đi mua sách vở cho hai đứa cháu, tại vì hai nhỏ nhập học á thì phải mua sách vở, mua những cái gì cần thiết trong khi học ở cả nhà. Rồi mua xong rồi ông lại chở hai đứa nhỏ đi chợ mua một tí xíu đồ để cho ngày mai đỡ ăn nữa. Cho nên là ảnh gì á, ảnh đói quá cái muốn nổ cáu à. Hả? Bộ em ở nhà em chờ, em với má nằm ở nhà chờ anh cũng đói muốn sặc máu luôn á. Nè, cho miếng heo quay nè, giòn da giòn à, ăn cho nó thấm lòng anh thấm Hùng. Lòng. Anh Hùng xà điêu á. Nè, anh bỏ cái này vô nè. Đây vậy? Hàng đã hồi em về gái nó gái nó điện, nó nói. Gái nó theo không con? Gái nó ngưỡng điện nó không theo. Ông nghĩ sao giờ đây mà còn gái nữa gái, không? Con gái. Con gái nó ngầu đây. Gái mẹ nó ngầu đây mà còn muốn gì nữa? XO. Mắm sao anh? Ngon. Dạ rè mắm ngọt đó con. Ăn ngon má. Ngon. Ngon ăn nhiều vô nha má. Heo quay á. Ráng ăn vô. Em mướt cũng ngán nha cả nhà. Tại mướt sao đây em thịt bụng. Mà ba qua là con lấy mỡ hết rồi. Thành ra nên nó ít béo. Cho nếu mà thịt nãy mà thử luộc rồi thử ăn gì nấu. Nè má. Má chuẩn bị về Việt Nam mừng không? Vừa cha đốc tổ mình đấy mà con. Ngủ không được mà. Không ngủ được. Thấy mà trăn trở nhất nửa đêm con đi toilet á.
Thấy mấy cái càng trở miếp. Nồi cái thằng tối rồi. Nôm nóng rồi. Nôm nóng vừa gặp má các gặp con. Má gặp về ăn rồi má. Đây. Má ở bên nhà là ở bên đây chứ má gặp chỉ có hai con với hai cháu à. Má về Việt Nam má gặp nhiều con nhiều cháu. À, ở bên này má má tán má chán rồi. Muốn đi về thôi. Lấy cái kéo không? Hả? Ừ, kéo rồi con. Dạ, được rồi. Tóc bỏ cho đằng sau con. Chấm được nè con. Ủa, có hai cọng được ra. Hai cọng có răng mà, làm giống hai cái râu mà. Giờ anh mẹ biết không, giờ anh ăn vô má có mấy miếng anh thấy ấm lòng chiến sĩ rồi. Bắt đầu anh vui lại. Chứ hôm nãy á, nhìn muốn quýnh gớm lắm luôn á. Thì cái nhìn mặn muốn bập vậy nè. Và má mặn nói chứ, con à, nó đi làm gì nó đói á, làm nhanh cho nó ăn đi con. Ở nhà mình cũng đói muốn chết luôn. Đói mình là như là đỡ. Có đói con hồi đỡ chứ, má cứ ăn rầu. Thì con biết mà. Không dạ? Thưa làm. Yêu. Thôi, biết tôi cười. Thưa làm, dễ biết vậy là làm cái gì cho nhanh chóng đi. Mình nó làm lục cục lục này, má nghe lục cục lục miết à. Có bao nhiêu công chuyện đây mà lục cục nghe rốn miết à. Má nói chuyện hay luôn á, vỗ tay luôn á má. Bây giờ á, nấu á, thì con mình con nấu à. Rửa, còn con mình con rửa à. Thì con cần thời gian để mà nấu cho má. Má tưởng đâu xuống bếp cái đồ ăn xong xuôi liền nè. Làm như thợ thiên biếu hóa vậy. Má gấp dê vô ăn, gấp thịt ăn má. Thì má ăn nè. Má nhiều lắm má, đừng có nhượng qua nhượng lại má. Trời ơi, nhượng. Cả đừng giá thịt còn, cả đóng còn như thế. Dạ, má cứ... Giỡn con. Cả nhà, có rớt con. Có nhà chén rồi nha. Cả nhà nhìn xem cái dĩa heo quay bằng làm nè. Tuy dê nó không có được bung, nhưng mà nó lại giòn ngon. Giòn cơ. Nhưng mà ông nhanh ổng chơ á má. Ông chờ anh nhanh mà anh quay á là nó bung da lên hết. Còn con làm á là nó bị giống như bị chai á. Giòn như vậy nó giòn. Cảm giác chuẩn bị về Việt Nam sao má? Cho cười. Má bà nói á, vui quá xa là vui. Bà con cô bác không xem lại mà coi không hả má. Sao chuẩn bị gì được đem thấy sao trong lòng sao phơi phới hả? Có dùng đợi chờ mà nuốt con thịt gì đây mắc cố chứ. Hỏi bé không kịp nuốt thịt hả? Chứ sao thì giờ mình về Việt Nam mà quê quán mình đấy thì con có chồng bên này thì sống bên này nó cũng quen rồi. Giờ má nằm mà già rồi, nằm mà giờ có gì có cũng về cái ổ của mình. Thôi con thâu. Giờ cái ổ của mình có gì thì xài nấy. Còn con thì ở bên em đồng quen rồi. Chứ lạ quên người chứ mà con ở cũng mười mấy năm nay quen nước quen cái rồi. Còn má qua cũng buồn. Già thì phải đi. Đi một ngày phải 4 quân, 5 quân. Đi tới chỗ sớm này, đi tới nhà này, tới nhà khác nói chuyện rồi. Chừng dạo già mà, già thì hoàng già cho. Ở bên này con rồi dẫn đi chơi nhiều. Dẫn đi thì cũng nhiều đấy, nhưng mà người Tây nhiều quá không có người Việt, cũng hơi buồn. Chồng ngầu, người Úc mà ngầu. Ngầu mà hai cái chân gác lên đùi bà, gác lên chân bà. Bằng mấy vỏ trên cao chứ gặp ở dưới này là thấy hết rồi. Biết ngỏ chứ ông ba nó hơi hù má như vậy. Mà nó vậy mà nó miết luôn. Miết gì? Đấy nó miết gì là nó nảy đây. Ăn con có chứ. Còn ăn bánh hỏi nữa không? Sao đây nó vô một cục rồi con. Mình bánh ướt cho ngồi bánh hỏi. Không nha. Bánh ướt làm từ bánh tráng nha cả nhà. Cái đó mình không để làm đó. Bánh tráng bên này nó dẻo quá. Bánh tráng Bánh tráng nó dẻo.
mặn đem mặn chớ vô nước ấm ấm, chớ một chút dầu, thả mấy cái bánh vô. Rồi vớt ra cho nó ráo, sau đó bỏ vô micro VL hâm, hâm lên, thay dầu, ăn là thành bánh ướt. Tại đó mẹ con tự làm mà ăn bánh cái chú từng mình từng có tưởng đâu làm mẹ con mua quay tờ hay là gì nè. Mang yếm. Con nói chuyện chậm chậm từ từ con nói nha gia đình. Nói lầm lầm. Con nói nhanh quá không ai nghe đâu. Mấy cô nói con nói không hiểu con nói gì luôn. Ừ. Nhưng mà con nói tiếng rất là hiểu. Ở đây thì mẹ chơi. Mà nghĩ mà cũng hay á, hầu ở với mẹ á thì không làm được cái gì, ăn cơm phải bưng tới chỗ mới quẹt rồi đỡ. Ngay cần cố lo cái đâu ra. Ăn được bơ cứ ra đồng. Học qua cứ ra đồng. Mày có chồng rồi là biết nấu đồ món hết trơn. Ngon cũng nấu mà dơ cũng nấu là dày quá hay không? Giờ con hỏi má nè, con sống xa nhà mà con không tự nấu, không tự làm rồi ai làm cho con ăn đây? Có bên nhà thì có má, có chị. Thì có thể là nấu cho con ăn nếu như mà con có làm biếng. Còn qua bên đây á, con mà có làm biếng rồi sao? Cũng phải tự lập. Giờ cái làm biếng cũng phải làm đúng cả nhà. Ai làm cha mẹ ăn, không có ai làm. Má đâu từ Việt Nam bay qua nấu cho con hay là mấy chị đâu. Cho nên phải tự làm chứ hay cái gì. Bình thường rồi khi ví dụ như cuối tuần vậy, ông xã mặn thì ông xúm ông phụ ông nấu. Nhưng mà cũng tùy, có người chịu khó, có người không chịu khó nữa. Mà nói á, con á, là chịu khó có bấy à. Còn chồng á, thật ra chịu khó 15, má nói thiệt vậy á. Chịu khó gì 15 á? Thì chịu khó 15 là biết chiều vợ, chiều con, rồi biết lo, biết sinh sống con gia đình, rồi biết này, biết kia, tính toán. Con chiều đạo. Con dớt bạc hay chiều đâu? Nè, không bao chiều, nói cũng nó on cho ổng. Ổng có biết chiều đâu mà ổng thương vợ thương con. Con dớt bạc chút mà. Ông nói làm mấy cô mấy chú ông bà tưởng đâu thiệt. Tưởng đâu thiệt, nói chọc chủ phu nữa. Ông bây giờ bây giờ còn ăn xong là bây giờ còn bye bye nè. Bye bye. Không ăn nữa hả? Đồ coi bà. Vô coi bài vở viết đồ con nó soạn ra nha. Dạ, bây giờ con viết cho con đi nó, chú. Dạ, yeah, nó thiên ra đầy đủ đi. Chú nó thiên cho mẹ nít em. Dạ, bảo chú thật nha, chú kìa. Nó. Không đó hả? Giờ nó nhai cho đã, cái này ăn cho đã em. Giờ Việt Nam bảo đảm má có mua heo quay cũng không có da dồn kiểu này đâu. Không có. Ở bên đấy là con biết. Mở lên xe em đấy. Cứ để mấy cái nào con chỉ cần về nó thia rồi con viết tên con vô, còn cái mở đó là bà vô bà chỉ sao. Đỡ bà ăn đó rồi con. Mở thì biết làm những cái chuyện của con làm đi. Bên đấy thì chiên. Bao cháu dâu chiên. Chiên chiên ở đâu phòng nó nó cũng giòn nhưng mà nó không có phòng. Thì đấy nó không phòng thì sao không? Mà là mở mở nhiều con. Dạ, cái mở dâu á. Hắn vô. Thật rồi mà. Con nhà nghe rập rập. Ông bà cô chú. Mà nằm đêm mà nghỉ, mà nằm đêm mà nghỉ cũng thiệt, mình cũng phước đức ông bà cha mẹ đỡ lại. Bốn đứa con gái mà đứa nào cũng hầu kiều quá khổ, lên đèo xuống dốc, khổ trợ rõ rừng, khổ sao mà khổ trần khổ truồng, khổ không tưởng tượng. Rồi ráng nuôi con, chồng chết rồi ráng nuôi con, tới ngày hôm nay là cả gã vợ gã chồng tới giờ là giờ có phước đúng không? Nó khổ trước là sướng sau có thiệt cả nhà. Cho nên giờ có phước, giờ con thứ sáu á thì ở đây ở nước Đức, có chồng nhà nước Đức thì thấy mình không thấy giàu có, cũng không có giàu có hơn ai, cho mà còn đua ăn đua mặc là dễ là mình cũng mừng rầu. Còn cái con thứ bảy ấy ở Việt Nam ấy thì cũng đua ăn đua mặc cho cũng không giàu có gì, còn đua ăn đua mặc. Còn con thứ ba cũng vậy, vậy quá ngon. Vậy cho nên sớm làng ai cũng nói má thì có phước. Đúng bà hai bà có phước. Còn những người nhà giàu không có phước. Mà bà vậy là quá có phước còn nữa. Thấy mấy đứa con đã đau luôn.
mình cũng mừng thầm chứ cũng không dám nói. Cái này cũng là cũng nhờ ơn phước cha mẹ em ở có đức là con cái nó có phước. Mang nghĩ không? Giờ nghĩ gì nữa má, giờ già kẻ rồi là ăn uống có sức khỏe vui vẻ với con cháu, sống với con cháu, đó là bây giờ má nên làm, còn những chuyện khác cứ đỡ cho tụi con lo, đúng không anh yêu? Sao anh nói đó là cái câu nói hay nhất, hay nhất ngăn này chút xíu ha, được chưa? Chút phí ăn con, má có dê giòn nè, tắt cái này ra ăn, ăn không ăn con tắt ra cho. Giờ mấy món ăn mấy miếng dữ rồi xong rồi. Cắt cái cây vào trong miệng. Con lấy ra. Dưa hấu. Dạ. Mở tủ lạnh qua. Này cả nhà. Dưa hấu. Con ăn dưa hấu không con? Yeah. Cho con này. Thì mời cả nhà. Ăn dưa hấu tráng miệng. Ra ra ăn dưa hấu không con? Ừ. Bà ăn chưa? Một rồi. Ăn con. Việt Nam nha. Dưa nhiều. Việt Nam giờ mùa dưa hấu mà. Mùa dưa hấu. Mùa hè á. Dưa hấu trái cây. Thấy không muốn ăn nữa mà thấy già cũng muốn ăn à. Giòn. Ngài ròn tròn đấy không? Ngon con. Đu theo ba miếng à. Ba làm tao về là đu à. Anh nè, anh nè, miếng này ngon nè. Miếng này mà ngon. Ngon. Thử thêm nước à. Nó, đó bây giờ. Ăn rồi, giờ ăn vô nè. Hay quá ha. Biết to cừ. Chắc chà quên ở đây hả? Mà uống, mà ăn đó xong uống cho đâu sao đâu. Chết cha quên đây rồi. Ăn sao mà uống? Ta cũng biết ăn đây rồi, no ở đây, uống ở đây nữa. Vitamin không à má? Cái nào cũng vitamin hết á. Rồi mẹ muốn đây trước được rồi. Thì thôi cả nhà. Thì cái bữa ăn của gia đình Mận cùng với má thì cũng đã xong nha. Thì hai ngày nữa má bay về Việt Nam rồi, Mận sẽ đi đưa má đi rồi Mận sẽ quay cho cả nhà xem. Những ai mà chưa có đi đến cái sân bay Frankfurt á thì Mận sẽ quay. Cả nhà nhớ đón xem nha. Bye bye. Bye bye.